để chạy trên máy tính bỏ túi, chiếc máy tính cầm tay HP Gram Graphing Calculator được gắn màn hình nhỏ, tích hợp vi xử lý 396 MHz với ram 256 Hamburg đáng chú ý đây không phải bản Windows 10 đầy đủ, thực tế đó là Windows 10 IoT được thiết kế chạy trên thiết bị đúng với rất ít tính năng nếu so với Windows 10 chạy trên PC. Tuy nhiên, điều này vẫn rất lạ bởi có thể bạn chưa từng thấy một chiếc máy tính cầm tay được cài đặt hệ điều hành Windows 10 bao giờ. Ngoài ra, để làm được việc này cũng không dễ. Microsoft cho biết độ phủ của Windows 10 đang rất lớn, mức độ phổ biến của Windows nhanh hơn bất cứ phiên bản Windows nào trước đây.